Hello các bạn, lại là Sơn Đẹp đây. Thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau set up cái môi trường để chúng mình có thể thực hiện cái health code nha các bạn. Thì trước hết á, mình sẽ set up cái môi trường chúng ta. Thì các bạn có thể mình sẽ thực hiện trên code á, trên cái môi trường là Visual Study Code nha các bạn, là cái màu xanh xanh này các bạn. Ok nhá. Thì mình sẽ code trên đấy. Và trước mắt các bạn làm cho mình cái phần là chúng mình sẽ set up cái môi trường nhá. Thứ nhất các bạn mở cái Visual của mình lên nhá, mở cái Visual Studio Code này các bạn, mở lên cho mình. Ok, sau khi các bạn đã mở lên rồi các bạn, mình sẽ làm tiếp theo như sau. Nhất bạn bấm vào đây, mình trước hết đó, mình vào desktop đi, mình đánh, bấm vào desktop nè các bạn, mình bấm cho mình chữ là new, new cho mình nhá, bấm folder. Ở đây mình sẽ tạo một cái folder có tên là gì personal portfolio nhé các bạn, là có một cái mình ghi tắt thôi, mình có thể ghi đặt tên gì cũng được. Thì mình ở đây đặt tên là portfolio nhé, portfolio danh mục nhé bạn, danh mục. Ok, portfolio ở đây nhé bạn. Và tiếp tục trong mình bấm vào đây, mình bấm cái đầu folder này cho mình nhé, trong cái đường link là web portfolio. Thì các bạn bấm vào đây, bạn bấm chữ new cho mình, để bấm chữ test document cho mình nhé. Trong đây các bạn, bạn đã đặt tên cho mình là chữ là nhất là mình đặt tên style.css nha, bạn xóa đi tt mình, bạn ghi chữ là style.css, bấm yes cho mình. Và tiếp tục các bạn, bạn bấm vào chữ new, bấm new cho mình nhé, bạn bấm vào cái chữ là test document. Trong cái test document này các bạn, bạn thực hiện thao tác như sau. Bạn cho mình một cái file có tên là index nhé, .html. Ok, và tiếp tục các bạn, hãy bấm vào đây, mình bấm chữ new, bấm vào test document, để xóa đi miếng này cho mình nhé, mình bấm là main.js. ok nhé, main.js, bấm yes cho mình nhé. Ok, sau khi bạn đã tạo ba cái file này rồi, thì chúng ta sẽ bấm vào chữ là bạn bấm vào chữ new nhé, bấm folder gì mình, bấm folder, thì chúng ta sẽ tạo một cái folder để chứa tất cả cái ảnh mà chúng ta muốn cho nó hiện lên cái trang web chúng ta nha các bạn. Thì trước hết mình đặt tên cái folder là image nha các bạn. Thì trong cái ảnh này á các bạn, nếu mà các bạn không muốn tải thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau như sau. Trong cái folder của mình đó các bạn, đâu mình bấm vào cái chữ là image nè, folder của mình nè, folder của website chúng mình á, thì mình có này, ở đây có mấy cái ảnh cảnh có sẵn rồi. Nếu mà các bạn không muốn tải ảnh á trên cái của các bạn vào thì các bạn có thể xuống ở phần description á, thì mình có để một cái folder ảnh để các bạn có thể dùng các bạn. Đây thì nếu mà các bạn không thích cái ảnh này, mấy cái ảnh này của mình á, thì các bạn có thể dùng như sau. Bạn lên cái trang này cho mình nhé, bấm vào đây, hãy bấm chữ là pixel nhé, pixel, sorry các bạn, bấm chữ là pixel. Ok, trong cái pixel này các bạn, nó chưa có nhiều ảnh để chúng ta sử dụng nhá. Thì độ phân giải cũng khá là cao các bạn. Avatar nè, bạn bấm avatar profile đi, profile thì nó sẽ có mấy cái avatar các bạn. Ok, thì các bạn có thể down về và dục vào cái hư mục của các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ dùng cái ảnh mà mình đã có sẵn rồi. Ở đây mình sẽ cho một cái tải hình ảnh đi, ảnh đầy đi. Tải ảnh này nha. Mình save image. Chắc không còn quyền đâu các bạn. Bên kia là profile. Profile about. Ok, và bấm vào đây, chúng ta quay lại chữ em một của ta nè. Ở đây mình sẽ copy mấy cái này nha, mình sẽ sâu mấy này vô trên C, copy. Ok, qua cái image vào quay lại cái dữ liệu của mình. Ở đây mình sẽ lưu vào cái hàng nào của ta. Đây, quay lại này, mình sẽ qua cái hàng này, web prototype nè, với email là cái folder email các bạn. Thì đây nếu mà các bạn đặt tên á, các bạn đặt tên cho mình là mình chốt mình có 4 cái avatar nhé, nhớ kỹ mình có 4 cái avatar. Thì bạn đặt là avatar 1, avatar 2, 3, 4. Rồi mình cho một cái ảnh background image nhé, một cái ảnh background. Và bạn có một cái folder là một cái file là .pdf để các bạn có thể download cho người tuyển dụng ta có thể download cái file về các bạn, là file CV của các bạn á. Và mấy cái dự án của các bạn, thì các bạn đặt tên là work 1, work 2, 3, 4 gì đó. Thì ở đây mình còn thiếu một cái work nữa là cái công việc chúng ta, cái dự án đó các bạn. Đâu why sorry nhá.
Thì các bạn có thể thực hiện thao tác là như sau. Bạn có thể xuống phần description á, các bạn có thể đao ảnh về. Mình sẽ bỏ phần ảnh ở dưới phần description thì các bạn có thể đao về nhé, để đỡ mất thời gian của các bạn. Còn nếu các bạn muốn làm riêng các bạn á, thì các bạn có thể bỏ ảnh của các bạn vào đây, cái folder này nhé. Folder là image trong cái folder web portfolio các bạn. Ok nhé. Mình còn thiếu nha. Cái web này sai nè. Ok, thì tạm thời như vậy nhé các bạn. Ồ, mình còn một cái hàng nữa, chúng ta phần download nè. Chúng ta còn một cái portfolio rename, chúng ta sẽ đặt tên nó như sau. Nếu đặt tên chấm chấm đuôi á thì chấm cho nó là about no sorry chấm jpg jpg. Ok, bấm yes. Rồi chúng ta bấm vào copy vào đây, copy. Chúng ta sẽ bấm vào cái hàng web portfolio, chúng ta sẽ bấm folder image, chúng ta bắt vào đây. Ok, tạm thời như vậy. Tạm thời như vậy các bạn. Mình sẽ đặt tên như vậy. Nếu các bạn muốn muốn cái folder ảnh này á thì mình sẽ bỏ phần điểm xanh, thì các bạn hãy đào về nhé, đỡ mất thời gian của các bạn. Ok, đây mình xin ra cái folder rồi, mình đi tên sai này các bạn. Portfolio folio nữa. Ok, thì mình mở cái visual lên nhé, mình mở cái visual này lên, xong đó mình mở cái desktop của mình lên nhé. Mình mở cái phần desktop nè, mở lên chúng ta sẽ dục cái folder ảnh của mình, folder dự án của mình nè. Mày, mày cắm nè, mày cầm mày dục qua đây cho mình nhé, mày kéo Thảo vào đây. Ok, thì mình đã mở cái folder lên rồi. Trong cái folder này các bạn, thì mình sẽ có như sau. Nhất là mình có một cái dự án là web portfolio. Ok, và trong dự án này nó sẽ chứa 3 file. Thứ nhất là file index.html, file main.js và file style.css. Ok, và một cái folder ảnh là image. Trong folder ảnh này mình sẽ có các dự ảnh như sau. Nhất mình có bốn cái ảnh avatar. Avatar nhé, bốn ảnh avatar và một cái ảnh background và một cái file cb.pdf nha, và một cái profile để chúng ta sau cái mặt của chúng ta cho các bạn. Thì các bạn có thể bỏ cái mặt một bỏ cái hình của các bạn vô vào đây nha. Ok, và bạn có mình có bốn cái dự án dục vào đây luôn, thì dự án từng dự án đặt tên là 1, 2, 3, 4 cái kiểu như vậy. Ok nha các bạn. Thì mình đã xong cái phần này, setup cái cấu trúc của cái file rồi. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác là setup cho cái hàng index nha. Mở file index lên các bạn. Xong file index thì bạn bấm chữ HTML, HTML.5. Thì nếu các bạn á, nếu các bạn có thể mà thấy mình nói mất thời gian á, các bạn hãy lướt lướt tạm chậm thôi nha. Nếu mà bạn bỏ sót một cái phần nào á thì nó sẽ rất là ảnh hưởng á, bạn hãy xem lại, xem đi xem lại luôn á. Thì bạn hãy từ từ nha các bạn. Ở đây á, cái title á là tiêu đề, mình sẽ đặt cái tên tên title này á là cái chữ là portfolio nhé, portfolio personal personal danh mục cá nhân nha, personal portfolio portfolio đây, đây là danh mục đầu tư cá nhân nha các bạn, danh mục cá nhân. Ok, portfolio thì mình đặt tên như vậy, thì các bạn có đặt tên cái website của bạn như thế nào tùy thích nha. Và đây, ngay chỗ này á các bạn, mình sẽ cho mình cái link, một cái link nhé, link link style href này á, mình sẽ liên kết đến cái file style css này nha, style css này mình chấm là chấm chấm style css. Ok, như vậy thì mình nha các bạn. Và tiếp tục bạn cho mình một cái comment, mình sẽ ri một cái phông chữ nha, mình cho một cái phông chữ là material material, mình sẽ dùng cái framework của icon trên cái Google phông nha các bạn. Mình là phông là material 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 icon icon. Ok, CDN. Và bạn lên đây với mình, bạn bấm vào đây, bạn lại bấm vào đây đúng không, bạn bấm vào cái chữ rural mình nhé, bấm vào rural, bấm vào rural, bạn gọi chữ mình chữ là icon material material icon icon CDN. Ok, CDN hoặc là NTC, CDN. Ok, thì ở đây cái mục này các bạn, ngay chỗ cái mục là developer, developer talk rural nè, material icon grind nè các bạn, hướng dẫn nè. Đây, các bạn, bạn kiếm ngay chỗ này, mình set ngay chỗ là môi trường là hay chữ là setup using via rural phone các bạn. Bạn copy cho mình đọc cái đoạn này nha, bạn copy cho mình cái đoạn này, Ctrl C đó nha, Ctrl C đó. Và bạn quay qua cái hàng, cái dự án của chúng ta, dự án chúng ta đây, mình bắt vào đây cho mình nhé. Ok, mình bắt vào đây cho mình. Ok, tạm thời như vậy nha. Bên đây mình comment là link link CSS link CSS. Ok.
Ở đây đây là Material Icon CDN nha các bạn. Thì mình đã copy paste vào đây nhé, để chúng ta dùng mấy cái icon trên Google Form các bạn. Ok nhé các bạn. Thì tạm thời như vậy. Và tiếp tục các bạn, mình sẽ qua cái phần này cho mình Google.js nha. Bạn qua cái file style set cho mình. Qua file style set. Trong file style set này á, mình sẽ làm thao tác như sau. Mình sẽ định nghĩa các biến để chúng ta dùng chung nha. Thứ nhất á, mình sẽ đặt cái biến ở đây là root, là biến biến tổng quát nha bạn. Biến variable. Nếu mà trong quá trình mình làm cái chỗ nào á bạn thấy mình nói phát âm sai tiếng Anh thì các bạn cũng thông cảm và bình luận dưới để mình biết là mình sai chỗ nào để mình có thể sửa lỗi nha các bạn. Ok, trong đây mình sẽ đặt tên là root. Root nha, root là mình có thể khai biến mấy cái báo cái tên biến á để chúng ta có thể dùng. Có khi chúng ta chỉ cần thay đổi trên phần root này thôi cho giao diện chúng ta gọn gọn hơn nha các bạn, tái sử dụng code thôi. Ok, ở đây mình sẽ dùng được chữ color, cái color white đi, đặt tên là color white. Trong color white này mình sẽ đặt tên là HFFF nha, là màu trắng. Và tiếp tục ở dưới đây á, mình sẽ đặt tên là color light. Ok, mình đặt tên là các màu á, là mình đặt là màu là F4, F4 đi. Ok, F4. Và tiếp tục ở dưới đây á, cái màu dưới đây mình sẽ đặt tên là color deck. Deck, ok. Color deck thì mình đặt tên là thân 1, 4, 1, 4, 1, 5 đi ha. Ok, một cái màu đen đen các bạn. Và tiếp tục dưới đây các bạn bị đặt cho mình cái color primary key ha. Primary. Ok, cái là cái màu quy định đó, đó các bạn. Thì mình sẽ đặt cái màu là màu màu kiểu tím tím các bạn. Là mình nhớ mà không nhầm là 1E, 1E6, 1E66. Ok. Và tiếp tục dưới đây các bạn đặt tên mặt hay cái màu là color primary light, là cái màu tím tím thường thường các bạn. Và mình đặt đây là cái màu là hcl nha, hcl mình sẽ chuyển vào là 14 14, 89 đi, 89%. Và tiếp tục mình sẽ đặt là 53 53%, 12 đi, 12%. Ok, và tiếp tục các bạn mình xuống dưới đây. Mình đặt cho mình cái color. Color là success nhé. Success. Mình sẽ đặt cái màu là thân 29, 29 F5A6, F5A6 đi. Ok, thì mình có một cái bảng màu rồi các bạn. Mình sẽ dựa vào mình cái bảng màu đó mình làm thôi các bạn. Ok, warning là cái nguyên báo cáo hiệu lỗi các bạn. Thì là mình đặt là FF FFC E31 đi, E31. Ok nhá. Và tiếp tục ngay chỗ dưới đây mình có một cái translate nhá, transition chứ, transition. Thì mình đặt tên nó là core 300 300 ms và easy. Ok. Thì mình ở đây khai báo một cái biến code rồi, để chú mốt chúng ta chỉ cần thay đổi cái màu đây thôi các bạn, chỉ thuận tiện chúng ta tái sử dụng code các bạn. Ok nhá. Mốt gì chúng ta cần sửa gì chúng ta cũng dễ hơn. Ở đây mình sẽ khai báo một cái biến tổng, sau này khai báo cho tất cả cái trang web chúng ta luôn nha bạn. Mình sẽ nếu mình good good gì các bạn, margin mình sẽ đặt margin là không. Tiếp tục mình sẽ đặt cái padding á thì mình sẽ đặt là không. Tiếp tục cái on outline, cái viền ngoài thì chúng ta đặt lên là không luôn. Và tiếp tục mình sẽ đặt cái border thì chúng ta cho nó không luôn. Và xuống dòng đây mình đặt là position thì đặt tên là border box nhé. Và tiếp tục mình sẽ list style, thì mình sẽ quy định cho nó list style ấy. Thì mấy cái hàng list style thì mình sẽ cho nó là none, giống như cái u lẻ u l l i các bạn hay như sách á. Destination thì đặt nó là none luôn. Ok, tạm thời như vậy nha. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Bạn sẽ xuống dòng dưới đây, mình khai báo với mình thẻ HTML. Trong hai HTML này mình sẽ cho cái font size nha bạn. Font size thì đặt cho nó là font size là 15 nhá, 15 pixel. Tiếp tục mình xuống đây mình sẽ cho 15 pixel. Và đây mình cho score 3 nhá, score 3. Score behalf mình sẽ cho nó là cái kiểu là small. Ok nhá. Và xuống dòng ở đây mình khai báo mình cái body.
cái body, thì chúng ta khai báo phần thân cho cái trang website của chúng ta các bạn. Thì nhất mình cho mình cái background gì mình, cái background thì chúng ta cho nó là va. Mình sẽ mình sẽ gọi cái trên cái biến ở trên là color white nha. Background cho cái thằng body là một cái màu trắng nha, color white. Ok, và tiếp tục cái font family thì mình sẽ thực hiện cái font nào ta, mình bỏ thì bỏ ở dưới đây cái đã, mình sẽ xíu mình khai báo cái font sau mình gọi lại. Và dưới đây mình cái màu chữ các bạn, thì nhất cái màu chữ mình cho là color dash cho mình, color dash. Ok, và tiếp tục bạn ghi cái mask width cho mình, mask width là chiều rộng tối đa thì mình cho nó 100 VH, V kép nha, V kép blue đi. Ok, thì tạm thời như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái font cho cái trang website của chúng ta nhé bạn. Thì mình sẽ đặt font bên đây nhé. Thứ nhất mình xuống đầu đây á, mình sẽ đặt font như sau, mình bật comment một cái ghi là font. Thì ở đây á, mình nếu mà các bạn không mất thời gian á bạn, thì các bạn xuống cái phần description ở video này nè, mình có để một cái file font và cái icon, link file và cái icon á, mình để phần description, thì các bạn mở file lên và có thể copy và paste vào đây nhá, để cho các bạn đỡ mất thời gian nhá. Thì bên đây sẽ dùng cái chức năng này, mình sẽ paste vào đây. Ok, ở đây á mình sẽ paste vào cái link ở đây á các bạn, mình sẽ paste vào như sau. Nhất mình sẽ cho một cái material icon CDN, thì bên đây mình đã làm hồi nãy các bạn. Ok nhá, và một cái monsteria. Ok nhé các bạn. Thì khi các bạn copy link vào đây đi, thì chúng ta sử dụng nha, đỡ mất thời gian của các bạn. Tôi sợ cái video này khá là dài thì các bạn sợ các bạn mất thời gian của các bạn nha các bạn. Ok nhá, bấm Ctrl S thì chúng ta coi qua và chúng ta qua cái file style set nha. Hiện tại mình đã khai báo cái font rồi các bạn. Nhất nhất cái font này mình dùng cái font nào, mình dùng cái font là monsteria, monsteria trên Google Font các bạn. Thì bên đây mình có mấy cái link này các bạn. Ok nhá, và một cái link là Google Form Address with chiều rộng là 300, 400, 500, 600, 800 display size nha. Ok, thì mình đây là dùng font này rồi. Thì các bạn copy cái phần file ở dưới description, các bạn có thể là làm như các bạn. Ok, mình qua lại file cái size set để chúng ta chỉnh cho mất đỡ mất thời gian của các bạn nè. Ở đây mình sẽ dùng cái font là Montero, Montserrat. Ok, Serrat. Và tiếp tục bạn phẩy một cái bạn ghi chữ là sans serif cho mình nhé. Ok, serif, tạm thời như vậy. Và xuống dây ở đây mình khai báo với mình cái h1 h2 h3 h4 h5 cho mình nhé. Đây á mình sẽ cho mình cái color và là giùm mình là cái color black. Ok mình nhé. Và tiếp tục mình cho cái line hay là cái chiều rộng của chiều cái chữ chúng ta, thì chúng ta cho nó là 1.2 rem, 1.2 thôi, 1.2 là sorry nhiều lúc nhầm lẫn các bạn, già cả rồi. Ok, tiếp tục mình cho mình cái H1. Một cái H1 này á, chúng ta cho hệ H1 là font size như mình, font size mình cho nó là 3.8 rem nhé, 3.8 rem. Tạm thời như vậy. Và tiếp tục các bạn, mình sẽ làm như sau. Ở đây á, bạn xuống dòng này mình cho mình sẽ cho cái hàng hệ H2. Hai nè các bạn, mình cho cái font size như mình, cái font size chúng ta điều chỉnh cho nó 1.6 rem. Và tiếp tục nha, chúng ta sẽ xuống dòng đây cho mình hệ H3. H3 này á, mình sẽ cho nó là font size là 1.6 rem đi, 1.6 rem. Ok. Và xuống dòng mình khai báo H4 này á, mình cho nó font size là 1.2 rem, 1.2 rem. Xuống dưới đây mình cho hệ H5. H5 thì mình sẽ cho font size là 0.86 rem. Ok, tạm thời như vậy. Và xuống dưới đây mình khai báo hệ B. Hệ B mình cho nó like hay thì cho nó là 1.8 nha, 1.8. Ok, và xuống dòng đây á, mình sẽ cho một cái class có tên là container nhé, mình khai báo trước luôn các bạn. Ok, là width là mình cho nó là 80% nhé, 80%. Và xuống dòng á, mình sẽ cho cái margin mình cho nó là 0 và auto nhé, Ctrl S. Ok, cái này là 0 á là trên dưới, 0 là trên dưới là auto, à, 0 là 0 trái phải là auto nhé, auto tùy chỉnh hay trên gì. Ok, tạm thời như vậy. Tạm thời mình khai báo như vậy thôi. Tiếp tục nhá, mình sẽ khai báo một cái mấy cái lát trước luôn, mình sẽ khai báo một cái hẻ session nhá. Mình đang định nghĩa cho cái file CSS của chúng ta. Đây là những cái phần mà chúng ta định nghĩa trước cho nó, just like.
Tới tạo line thì chúng ta cho nó center nhé, trên center. Và display ấy, thì chúng ta cho nó là block cho mình, block khối. Và tiếp tục margin bottom là cái margin phía dưới các bạn, thì mình cho đẩy nó ra là 5 rem như mình nhé, 5 rem. Và tiếp tục bạn mình cho cái mirror, mirror là cái ảnh các bạn, thì mình cho nó width là chiều rộng tối đa cho nó luôn 100% luôn nha. Và đến đây mình sẽ khai báo một cái class trước, class là btn, class là btn nha, class là btn, class bottom các bạn. Thì muốn chúng ta chỉ cần đặt cái bottom class này vào cái bottom thôi, thì chúng ta cho nó tự chỉnh lên luôn các bạn, mình đã tự chỉnh chuẩn cho nó rồi. Thì đặt đây là 1.4 rem. Và tiếp tục mình đặt cho nó là trên dưới là 1.4 rem, trái phải mình đặt cho nó là 3.6 đi, 3.6 rem. 3.6 rem thì bự quá, thì chúng ta cho nó 3.4 rem thôi. Tiếp tục nha, mày xuống dòng mình cái font size gì mình, font size thì mình đặt nó là font size là 1.1 rem đi. Và tiếp tục mày xuống dòng đây mày khai báo cho mình chỉ là color. Cái color thì mình cho nó là và color black nha, color black. Tiếp tục nha mày, mày xuống dòng mày khai báo mình cái background. Background thì chúng ta khai báo mình cái background là và mình sẽ gọi những cái biến là color white nhé, color white. Và tiếp đây mình xin display, chúng ta sẽ chọn cho nó display là inline block là heo khối mày cùng trên cùng một hàng nhé, inline block cùng cùng hàng nhau. Và tiếp tục các bạn, mày sẽ cùng làm như sau. Nhất bạn cho mình cái margin nhé, margin thì bạn đặt cho nó là trên dưới là 2 gram, 2 gram, và trái phải bạn cho nó là không. Và xuống dòng các bạn, mình khai báo mình chữ transition nhé, transition, sorry các bạn nha, transition, transition. Trong transition này á, mình sẽ cho nó cái pha, chúng ta sẽ gọi trên cái transition ở trên nhé, transition. Mình đã khai báo ở trên rồi các bạn, thì chúng ta chỉ sử dụng lại thôi, transition, ok. Bấm vào chữ S nha. Và bạn xuống dòng đây, bạn khai báo cho mình chữ một cái btn, khi chúng ta hover vào cái bottom á, thì nó sẽ đổi màu, ok. Thì nó sẽ border, mình sẽ đặt tên là border đi. Border thì chúng ta cho nó không 2 rem, 2 rem, 2 rem nữa, 2 rem, ok nhá. Nếu mà có ba đơn vị á, nhưng mà ba đơn vị thì cái này á là viết top nè các bạn, top nè, ba đơn vị cái này là top. Và 2 rem á là 2 rem này á, là trái phải. Và cái bottom này á là phía dưới nha các bạn, là cái này 2 rem, cái này cuối cùng nè, cái này phía dưới nè, cái này phía trên nè, và trái phải nè, rồi viết bottom nè, ok nhá. Và tiếp tục các bạn, và tiếp tục chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cho một cái va, chúng ta cho va là color primary, 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 primary line nhé, primary line. Và chúng ta sẽ xuống dòng, chúng ta sẽ xuống dòng để định nghĩa một cái hàng nữa là một cái class là btn, primary, primary. Ok. Và chúng đây bạn khai báo mình cái background gì mình, cái background thì chúng ta sẽ dùng cái background như vậy và ghi là va gì mình, và ghi chỉ là color, color white, color, color primary. Ok. Và xuống dòng mình khai báo mình cái color là cái màu chữ các bạn, cái màu chữ thì chúng ta cho nó là va color white nhé, color white. Ok, tạm thời như vậy. Đây là mình đã khai báo biến một cái biến tổng rồi. Thì các bạn mình có thể, mình các bạn coi có thể coi lại nha. Mình có sai sót như thế nào không? Ok nhá. Và mình làm đúng không nha các bạn. Tạm thời như vậy nhé các bạn. Thứ nhất mình đã nói các bạn là mình dùng cái link á, cái link mấy cái phông chữ hoặc cái icon mình để phần description. Các bạn có thể mở file lên và copy cái đoạn đó, mình paste vào cái phần header nhé các bạn. Paste vào header thì mình để chúng ta có thể link đến cái Google Form hoặc Google Icon nhé. Ok, tạm thời như vậy. Để chúng ta bấm Ctrl S nha. Thì tạm thời mình chỉ khai báo cái cấu trúc file và CSS sẵn cho thằng root. Mình setup môi trường như vậy thôi. Thì ở video sau á, video nó cũng khá là dài rồi. Thì ở video sau thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thao tác là thiết kế phần nắp ba nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video sau nhé.